các bạn có biết âm thanh đó là âm thanh gì không ạ à? cho đây có rất nhiều cái chẩn đoán về âm thanh đó đúng không thật ra là những âm thanh như vậy á rất là dễ làm cho người ta giật mình khi mà mình nghe những âm thanh như vậy á, có khi mình lại còn suýt làm rớt cái điện thoại của mình các bạn biết là điện thoại bây giờ thì nó rất là dễ nứt gãy á. những lúc như vậy mình cảm thấy rất là đau lòng và cái cảm giác khi mà điện thoại của mình bị nứt thật sự là rất là khó chịu không biết là ở đây có bao nhiêu bạn đã từng trải qua cảm giác là buồn khi điện thoại của mình bị nứt hoặc là đồng cảm được với mình với cái cảm giác ạ các bạn có thể giơ tay cho mình biết không ạ à? vâng xin cảm ơn các bạn đã rất là đồng cảm với mình từ khi mà mình bắt đầu được xài điện thoại đến giờ thì mình cũng có trải nghiệm đau thương này đến 4 năm lần rồi nên mình cũng nảy ra một cái bí quyết để mà làm cho cái nỗi đau nó giảm bớt hãy tập trung nhé mình sẽ chỉ bạn cách để mà bớt đau khổ khi mà hình điện thoại bị nước gãy các bạn hãy nhìn lên màn hình đây ạ à. các bạn thấy cái gì ạ à? bây giờ không còn là cái điện thoại nhỏ bằng cái lòng bàn tay của mình bị nứt nữa mà bây giờ là mặt đất của chúng ta bắt đầu nứt ra vì hạn hán khô hạn vậy các bạn biết không chúng ta đau khổ vì cái điện thoại mấy chục triệu ba bốn chục triệu của chúng ta bị nứt gãy vậy thì cái người nông dân đó họ đau khổ vì cái gì vậy ạ à? các bạn ơi cái họ mất là gì các bạn biết không là sinh kế cái đó nó lớn hơn nhiều so với cái điện thoại quý giá mấy chục triệu của chúng ta và ngày hôm nay mình đứng tại đây là để chia sẻ với các bạn về một chủ đề rất là thời sự đó là làm thế nào để tăng sức chống chịu của cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Chắc là cái vấn đề này đối với các bạn là không xa lạ nữa bởi vì ngày hôm nay khi chúng ta đọc báo, chúng ta xem tivi chúng ta sẽ thấy cụm từ biến đổi khí hậu xuất hiện rất nhiều. Và khi nghe vậy thì chúng ta cứ thấy là nó rất là quan trọng. Nó là cái gì đó mà nó 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 kinh khủng lắm. Nó thay đổi cả thế giới mình luôn nhưng mà đọc đi học lại rồi thì lại cứ nghĩ là ừ thì cũng cũng đúng là nó cũng quan trọng thật nhưng mà hình như là nó cũng không dính dáng gì mình hết bây giờ tôi cũng chẳng làm được gì thực sự tôi ngồi đây tôi chả làm được gì hết đúng không ạ nhưng các bạn ơi không ai trong tất cả chúng ta ở đây đứng ngoài cuộc đối với biến đổi khí hậu đâu ạ các bạn có thể hỏi mình là biến đổi khí hậu là gì đúng không ạ đơn giản lắm biến đổi khí hậu là khí hậu của chúng ta đang biến đổi tức là những cái gì mà mấy bạn trước đây chưa thấy thì bây giờ các bạn sẽ thấy mình là một người đã sống 10 năm với đồng bằng sông Cửu Long nên cho phép mình lấy đồng bằng sông Cửu Long ra làm ví dụ nhé. Khi mình nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long các bạn nghĩ đến gì nè? Các bạn sẽ nghĩ đến một vùng sông nước. Bởi vì sao? À, các bạn nói lúa. Đúng rồi, tức là ông bà mình canh tác lúa nước mà, một cái nền nông nghiệp lúa nước. Và các bạn nghĩ đến gì? Mùa nước nổi với lại canh chua bông điên điển và cá linh. Thèm lắm các bạn ạ. À. Đến giờ mình vẫn rất thèm. Mùa nước nổi các bạn sẽ được ăn mắm cá linh, canh chua điển và hoạt động giao thương của miền tây rất là đặc sắc ở chỗ là chợ nổi bạn nào đi du lịch miền tây thì sẽ biết là chợ nổi là một cái nét đặc thù của văn hóa sông nước nhưng ngày hôm nay câu chuyện là đồng bằng sông cửu long đang thiếu nước và phải mua nước từ các vùng khác tới khi mà cái con sông cửu long nó bị khô hạn và mực nước biển dâng cao thì lập tức là đất bị nhiễm mặn và hàng loạt cây cối bị ảnh hưởng người nông dân trong đầu óc của các bạn là người đi ra đồng cầm theo cuốc sản nhưng người nông dân ngày hôm nay còn có một dụng cụ đặc biệt quan trọng không có là không được đó là cái công cụ để đo nồng độ mặn của nước đó các bạn ở đây không biết bạn nào nhìn thấy công cụ đó chưa và ngày xưa nếu các bạn về quê về các tỉnh miền tây các bạn ngồi ở những cái bàn trà người đồng bằng sau là họ có thói quen là buổi tối ngồi uống trà và tán dốc nhau nói chuyện rất là hào sảng trong cái câu chuyện đó ngày xưa người ta sẽ bàn là trồng cây gì nuôi con gì còn ngày hôm nay biết họ bàn cái gì bạn biết không họ bàn nội dung hot hơn nhiều tức là năm nay sẽ khô hạn hay là lũ à lại có từ lũ trong khi đồng bằng sông cửu long có mùa nước nổi làm gì có lũ tại sao có lũ bởi vì nếu mà các con đập ở thượng nguồn mà xả nước thì năm nay sẽ lũ câu chuyện nó rất là mới đấy là biến đổi khí hậu đó các bạn tức là không còn như xưa nữa cái gì chúng ta tưởng tượng ngày xưa thì bây giờ nó đã khác rồi đấy mình muốn chứng minh lại đó vậy thì biến đổi khí hậu quá độc ác đúng không các bạn nhưng nó không phải là thủ phạm gây ra đau khổ cho chúng ta và chúng ta đừng nghĩ nó là không có vật bởi vì sao nãy giờ mình nói vậy các bạn thấy biến đổi khí hậu rất là mới đúng không ạ Mới là vì cái gì mà mình chưa từng tưởng tượng hay là mình chưa gặp thì bây giờ xuất hiện. Tuy nhiên, nó mới nhưng nó cũng cũ chứ nó không mới. Bởi vì mới nếu mà chúng ta nhìn theo cái kinh nghiệm lịch sử của chúng ta và của ông bà chúng ta nhưng trái đất của chúng ta tồn tại là hàng vạn năm trong quá khứ trái đất của chúng ta cũng có những lúc thay đổi như vậy và chí thay đổi còn ghê gớm hơn nữa trong cái những cái cơn địa chứng thay đổi như vậy có những loài sinh vật tuyệt chủng như khủng long chẳng hạn và cũng có những loài sinh vật họ thích ứng được họ tiếp tục sống hy vọng chúng ta là cái loài thích ứng được ha các bạn ha thì đấy và khi chúng ta nhìn như vậy thì rõ ràng là cái chuyện này là cái chuyện tự nhiên chúng ta chỉ có thích ứng thôi chứ chúng ta không thể nào thay đổi hết có mỗi câu đố dành cho vòng nếu như mà cái tiếng động hồi nãy các bạn nghe thấy á là có thật chứ không phải là tiếng động của mình làm ra, làm ra trong cái 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 phần trình bày và lúc đó nếu mà là động đức thì các bạn sẽ làm việc gì tất cả các bạn khán vòng này sẽ làm gì nếu động đức xảy ra tại thời điểm đó cách tốt nhất khi mà động đức á là mình sẽ chọn một cái một cái không gian hẹp á giống như là ghế của các bạn nè ở dưới có không gian hẹp á mà phải chắc chắn nha hay là bàn ghế nọ cái mình chui xuống như đó thì khi mà hỗn độn mọi thứ thì mình ít ra mình còn có không khí để mình thở để mai mốt rồi biết đâu có người tới cứu mình ít ra phải, phải sống trong ngắn hạn trước đã rồi mới có người tới cứu thì đó là kinh nghiệm mà mình mình học hỏi được mình chia sẻ với các bạn đó vậy thì nếu như hồi nãy cách đây vài phút âm thanh đó là động đức và các bạn biết chắc là động đất sẽ xảy ra thì bao nhiêu bạn trong khán phòng này quyết định là sẽ chui xuống những cái ghế như thế này, nơi có không gian hẹp. Các bạn hãy giơ tay cho mình được không ạ? À? Xin các bạn giơ tay cho mình biết. À? Vâng. Cảm ơn các bạn. Các bạn thật là sáng suốt. Các bạn giơ tay là sáng xuống mà mình tin là đó là một cái cách rất là tốt nhất tại vì động đất xảy ra nhanh các bạn chạy ra ngoài cũng không kịp đâu. Mình cũng như vậy các bạn mình cũng rất sáng suốt, mình cũng sẽ kiếm một không gian hẹp. Nhưng mà mình đứng ở đây thì không biết không gian hẹp của mình đâu nhưng mà mình để ý rồi. Để mình đã nhìn thấy cái bàn này Cái bàn này rất là chắc Chắc hơn cái ghế của, của bạn này đấy Nên mình là người thông minh mà các bạn Mình chỉ cần mất một phần 10 giây để mình nhận ra là cái bàn này là cái cửa sinh tồn của mình Mà mình chạy rất nhanh nha các bạn Chạy bằng tốc độ ánh sáng xuống dưới gầm bàn này Để mà mình mình sống ai mà chẳng muốn sống nhưng mà tiếc quá mình đang chạy xuống đây thì cái anh Fernando này anh cũng chạy xuống anh cũng muốn sống bạn thế là mình chạy với tốc độ ánh sáng ảnh còn có thể là nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa và mình với ảnh tông đầu vào nhau và lúc đó là hai hai người đều văng ra ui da đau quá mà chưa kịp định thần thì mặt đất nước ra và tất cả sụp xuống thế là chấm hết các bạn thấy không khó mà mình với anh fernando không có được 5 giây để mà ra giới hiệu nhau là anh em chui xuống đây nha anh chui xuống kia nha làm ơn đi cho em cái này đi nhường em đi nhưng không có 5 giây mà bây giờ mình lấy ví dụ là nếu mình có có thể nói với anh Fernando vậy và anh Fendo rất là fair rất là rất là rất là thương mình anh nói thôi em cứ vô đi anh anh đi vô hát mà mình chú đây bạn tiên là nhảy vô mình chưa có 5 giây để nói bạn tiên nên bạn tiên bạn cũng nhảy vô nên cuối cùng kết cục nó vẫn vậy thế là các bạn thấy chuyện gì xảy ra tập hợp của tất cả những cái quyết định hành động của những con người sáng suốt nhất là quyết định của tập thể dẫn đến một cái điểm cân bằng cuối cùng là tất cả đều sẽ chết các bạn ơi cái anh ở góc kia anh không có đồng ý với mình anh nói sao mọi người thì sẽ dậy mà tôi không vậy tại tôi ngồi góc đó tôi có cái cái ghế riêng á mà cái đó không ai nhìn thấy đó nghe tầm mắt của tôi anh này không nhìn thấy nên tôi sống tức là ảnh rất là may mắn tại vì do ảnh đi đi tới cái buổi hội nghị này trẻ nè những cái người tới sớm lấy được chỗ đắc địa rồi ảnh lấy được góc kẹt không có đắc địa nhưng mà đến lúc mà động đất xảy ra thì ảnh lại là đắc địa không ai biết cái ghế của ảnh đi dành hết đó có mình ảnh chưa xuống ghế ảnh nên sống tôi đồng ý ý kiến của anh ấy Tuy nhiên á, cho tôi đến chính đại xíu nha, anh sẽ sống lâu hơn xíu. Tại vì sao các bạn không? Chúng ta không thể sống khi tất cả đồng loại của chúng ta đều chết. Các bạn nên nhớ, con người chúng ta là những cái sinh vật sống bầy đàn chứ không có sống đơn độc một mình. Cho đó các bạn hãy tin lời tôi đi là chúng ta không thể sống một mình. Chúng ta không thể là người sống sót cuối cùng nếu đồng loại của chúng ta đều chết hết. Câu chuyện lúc này khó hơn rất nhiều. Các bạn thấy khó không ạ? À? Câu chuyện là chúng ta khó giải một cái bài toán ma trận đối với cộng đồng. Mà tôi chỉ lấy ví dụ là bao nhiêu đây con người trong một cái không gian rất hẹp, các bạn hãy tưởng tượng được. Vậy thì cái đồng bằng sông Cửu Long thì sao? Đồng bằng sông Cửu Long của tôi rất là rộng và hàng vạn người sống ở đó. Và câu chuyện này là không phải là quyết định chui xuống gầm bàn, gầm ghế nữa, mà mỗi người có một quyết định riêng. Thì nó còn khó mức độ nào nữa. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe đồng bằng sông Cửu Long chuyện gì xảy ra khi biến đổi khí hậu diễn ra trong khi chính phủ quyết định nhiễm mặn chính phủ sẽ làm đê để ngăn mặn hồi xưa các bạn chỉ nghe nói đồng bằng sông hồng có đê chứ chưa nghe đồng bằng sông hồng nhưng bây giờ đồng bằng sông hồng làm đê để ngăn mặn thì sau mỗi đêm thức dậy đã có những cái đoạn đê bị rò rỉ do là người ta chọt thủng lỗ hoặc là bị phá sập bởi vì do người dân người ta vẫn muốn dẫn nước vô để làm tiếp các hoạt động trồng trọt chăn nuôi của họ đó là mâu thuẫn thứ nhất cái thứ hai nữa là trong khi những cái chuyên gia nè những gia uyên bác á họ kêu gọi kêu mọi người là làm ơn hãy đổi cái cách sống đi bây giờ là chúng ta là cuộc sống mới rồi đã biến đổi khí hậu rồi thì hãy thay đổi cái cách canh tác hãy thay đổi cách sinh hoạt đi thì cái người nông dân họ mới nói là sao không? thay đổi làm sao giờ tôi vẫn phải ăn mỗi ngày mà tôi đâu thể dừng lại được tôi trồng cây sầu riêng tôi có thể đốn cái sầu riêng trồng cây khác được các bạn nói là bây giờ nước lợ anh anh làm mô hình kinh tế nào phù hợp nước lợ đi nhưng mà tôi không thể đốn cái cây hiện giờ bởi vì các bạn biết trồng một cái cây rất mất rất nhiều năm nhưng mà ăn thì các bạn không thể nhìn ăn trong bao nhiêu năm đó là chưa kể người nông dân họ phải nuôi con của họ nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình con cái vẫn phải học làm sao dừng lại đây nhưng chuyên chia gia sẽ nói là tại sao anh không bảo vệ môi trường tại sao anh không thay đổi mô thức kinh tế đi rồi trong khi đó có rất nhiều người nói là thôi bây giờ không trồng trọt nữa mình chuyển sang nuôi tôm nước lợ phù hợp hơn thì có những người họ họ vẫn muốn giữ cái mô thức cũ nên các bạn thấy câu chuyện khó chưa mai trận này rất là khó chứ không phải là đơn giản đâu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải mai trận này như thế nào các bạn hãy nhìn đi nhé bạn hãy nhìn màn hình của tôi và các bạn nhớ hai cụm từ duy nhất thôi động lực năng lực Động lực là cái điều mà thôi thúc chúng ta thực hiện một cái việc gì đó. Và năng lực là cái khả năng để chúng ta làm cái điều đó. Theo các bạn thì động lực với năng lực cái nào quan trọng hơn? Các bạn suy nghĩ nha. Động lực với năng lực cái nào quan trọng hơn? Tôi lấy ý kiến trước là bạn nào nghĩ là động lực quan trọng hơn năng lực thì có thể giơ tay cho tôi biết được không ạ? Động lực quan trọng hơn năng lực nhé. Động lực quan trọng hơn năng lực. Cảm ơn các bạn. À, bạn nào nghĩ là năng lực thì quan trọng hơn động lực? Có thể giơ tay cho tôi biết được không ạ? Tức là cũng có bạn nghĩ là động lực quan trọng hơn và cũng có bạn nghĩ là năng lực quan trọng hơn đúng không ạ? À, tôi biết là đa phần chúng ta là rất thích coi phim siêu nhân. Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ tôi thích lắm. Anh siêu nhân, anh giỏi lắm. Cái gì cũng làm được. Năng lực ảnh khủng khiếp lắm. Ảnh coi như là cứu cả thế giới mà. Mà bạn tưởng tượng cứu cả thế giới là phải năng lực khủng khiếp lắm. Tập hợp của tất cả các năng lực. Chứ nếu mà bây giờ một người mà có khát vọng cứu thế giới nhưng không có năng lực thì đâu làm được gì các bạn? khi mà lớn lên rồi á thì các ông bố bà mẹ thích cho con uống sữa có DHA để mà thông minh, năng lực cao. Thậm chí là những gia đình mà có điều kiện xíu thì sẽ cho con mình học những cái lớp học mà đào tạo thiên tài. Sau này sẽ làm được những cái chuyện vĩ đại. Nên các bạn thấy là đa phần con người ta sẽ bị hấp dẫn bởi năng lực. Các bạn mà có con cái các bạn về các bạn thử nói với các em bé đó là nếu mà cuối năm nay các con được sinh giỏi á thì ba sẽ tặng cho con một bộ hình bộ bộ chơi xếp hình Lego các bạn không cần cho em bé đó uống sữa DHA cũng không cần học lớp thiên tài đâu nếu mà cuối năm nay mà con được sinh giỏi ba cho con một cái ipad tức là các bạn là ba mẹ của đứa nhỏ các bạn phải hiểu là cái gì tạo nên động lực của nó tôi không hiểu được tôi hiểu con tôi tôi không hiểu con các bạn nhưng mà chắc chắn là sẽ có cái tạo động lực để cho cái cô cậu bé đó được học sinh giỏi có khi động lực đơn giản thôi là con cứ học giỏi đi cuối năm nay ba không còn đi làm tăng ca giờ nữa mà ba sẽ dành thời gian dẫn con về đồng bằng sông cửu long chơi với ông bà biết đâu động lực là cái đó chứ không phải là ipad không phải là lego các bạn tại các bạn chưa ra đúng động lực thì bây giờ nhắc đến đồng bằng sông cửu long câu chuyện lại quay lại là vậy thì động lực với năng lực ở vùng đồng bằng sông cửu long là gì các bạn cứ nhìn cái anh mà ngồi sau cái máy tính là anh it á ảnh là công nghệ đó anh phải 4 năm học ngành công nghệ và trong 4 năm đó đó thì ba mẹ nuôi anh nuôi ảnh còn người nông dân của chúng ta ai nuôi ai nuôi cho 4 năm thì tôi tôi hiểu 4 năm bỏ qua cái chuyện học giỏi về tự nhiên đi ai nuôi họ 4 năm để họ học làm công nghệ ứng dụng vô nông nghiệp và cho chị kể là ai nuôi con họ ăn học con họ đâu hết nào dừng ăn học được câu chuyện rất khó câu chuyện rất khó để chuyển đổi sang công nghiệp nên chúng ta thấy là họ không có động lực để thay đổi, họ vẫn muốn tiếp tục duy trì Cái hoạt động hiện thời vì họ không thay đổi được. Nếu mà nhìn động lực với năng lực, chúng ta sẽ giải thích được là tại sao người nông dân họ lại quyết định chọn cái cái cách như vậy. Và cho thế tôi quay lại với vai trò của một cái chuyên gia nghiên cứu và tư vấn để mà nói, thật ra cái nhìn của tôi đối với đồng bằng sông cửu long khi biến đổi khí hậu xảy ra thì không nhanh được các bạn ạ, mà nó phải trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất là duy trì, chúng ta phải sống trong không gian hẹp. Rồi hãy nói chuyện có người cứu chúng ta Nên người nông dân họ đã phản ứng đúng đấy Phải duy trì cuộc sống cho con họ ăn uống Cho con họ tiếp tục học hành Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chuyển đổi Duy trì xong chuyển đổi Trong quá trình duy trì là sẽ phải chuyển đổi Và cần có thời gian để chuyển đổi Và giai đoạn thứ ba mới là phát triển Tùy động lực, tùy năng lực của người nông dân và của cái cộng đồng ở đồng bằng sông cửu long đó động lực họ cao thì họ sẽ chuyển đổi nhanh còn nếu các bạn là chính phủ hay là một cái tổ chức xã hội nào các bạn muốn sốt ruột muốn người nông dân họ chuyển đổi nhanh phải không hãy cho họ động lực động lực đó bạn phải thiết kế thì họ sẽ chuyển đổi nhanh những cái bạn mà lắng nghe tôi có thể là lắng nghe trong khán phòng này hoặc cũng có thể là lắng nghe trước màn hình tôi không biết các bạn là ai thực sự tôi không biết các bạn từ đâu đến và làm nghề gì hết các bạn có thể là làm ở khu vực chính phủ các bạn có thể là làm ở các doanh nghiệp hoặc các bạn có thể là một người dân bình thường thậm chí hay hơn nữa là các bạn là một người nông dân các đồng nghiệp một thời của tôi á thì dù các bạn là ai, tôi chỉ mong các bạn làm một việc thôi, đó là khi chúng ta quyết định giúp ai đó một cái gì đó hoặc là chúng ta quyết định làm một cái gì đó để mà phối hợp với họ thì chúng ta dừng lại một xíu để chúng ta nghiên cứu xem coi động lực và năng lực của họ là gì và động lực và năng lực của chúng ta là gì. Sau đó chúng ta mới có thể làm cái điều mà thực sự tốt và thực sự cần thiết cần thiết cho chúng ta và cho họ điều đó mới giúp cho một cái cộng đồng lớn, một cái ma trận lớn thế này có thể phối hợp với nhau hiệu quả chứ không phải là những mảnh thiên thạch đâm vào nhau và vỡ vụn. thì cuối cùng là chúng ta sẽ không phải là sinh vật thích ứng được với sự thay đổi rất này. tôi rất là vui nếu mà những cái gì mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp ích được cho bạn. À, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi và tôi xin dừng phần trình bày của mình ngày hôm nay.